con mua 200 con chim. Đếm cho con 200 chim đi. 200, đếm ở ngoài nha, đếm cho thầy đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đâu ở ngoài đi, đếm cầm ở ngoài trước đi. 6, 3, 9 nè. À, 9. Vậy đó chú cầm ở ngoài vậy đi rồi bỏ vô luôn. 9 cho 4 nè. Nào. 9 nè, 10 nè. 11 nè, 12 nè, 13 nè. Dạ. Bỏ con. 13. 14 nè, 15 nè. Dạ. Đi từ thôi. 15 nè. 16 nè. Ừ. 17, 18, 19. Để ở ngoài đi, dạch ra đi rồi xong bỏ vô. 19 cho 3 nè. À. 22. 2 cho 3 nè. À, 25. 25. Ờ, vậy đó, bỏ vô cho nhanh. 2 là 27 nè. Ừ. 3 con là 30 nè. À. 3 con nè. 33. Cái lồng lại đây coi có thấy không? 33, 35. 2 con nè, 37 nè. À. 37. 38 nè. 39. 40. 40 chưa phải không? 40 à hả? 40 nè. 41, 42, 43. 2 con 45. 45. Cái này mấy rồi? Cái này 4 con nè. Nào. Nè. À, 45. 49. 49. 50. 50. Này 4 con nè. Nào. 54. 55. 2 con nè, 57. 6, 57. 2 con nè, 59. 59. 2 con nè, 61. 3 con nè, 64. 2 con nè, 66. 2 con nè, 68. 2 con nè, 69. Có 69, 70. 3 con nè, 73. 73. 3 con. 69, 70, 3 con 73. 72. 73 cũng dần. 69 với 3. À, 72 cho 72 rồi luôn đi. 69. 70, 71, 72. 72 với 3 con, 75 nè. 75. Mệt quá. 77, tại tôi đem dư. 77. 77. 78. 78. 80 nè. 79, 80. Rồi. 82 nè. 84 thì đếm 2 con như vậy. 86 nè. 88 nè. 90 nè. 92 nè. Yeah. Nghe đi. 90 đâu? 92 còn 92. À. 93 nè. 93. 2 con 95 nè. 97. 99. Dạ ông mấy rồi? 2 con, 99. Bỏ trong quá thật chứ. Phải coi chứ. Chưa banh tay rồi. 100 nữa. Nè. Rồi 100. 100 con nữa. Mấy 3 rồi? Con nè. 3. 2, 5 nè. Ba con nè. Tám. Tám này, hai con 10 nè. 10. 12 nè. 14 nè. 15 nè, 16, 17 nè. 18 nè. 19 nè. 21 nè. 23 nè.
24 rồi, 25 rồi, ba con rồi, 28 rồi, 30 rồi, 3 con nè, 33 nè, 35 nè, 3 con nè, 38 nè, 39 nè, 39 nè, 39 nè, 40 nè, 41, 42 nè, 43 nè, nhai còn 45 nè. Đúng. 45 rồi, sao kẹt nữa. Không ai. 46 nè, 47 nè, 48 nè, 49 nè, 50 nè. 51 nè, 52 nè, 52, 54 nè. 3 con nè. 54, 57 nè. 59 nè, 61. 4 con nè, 65. 56. 268 nè, 70. 71. 72, 73. 74. 75. 76. 77. 78. 80 rồi. 82 nè. 83 nè. 85 nè. 86 nè. 87 nè. 88 nè. 89 nè. 92, 93 nè. 94 nè. 95 nè. Còn mấy con này mấy con? 2, 4, 6, 8 con rồi không? Đó là 203 con, tính 200 con thôi. Thì 8 con rồi nè. Đây ở đây mấy rồi? 95 nè. 95. Thì 8 con rồi phải là 103 không? Là 203 tính 200 con. Cho nó đếm, ta đếm dư mà mình sợ. A Di Đà Phật, 2 triệu tiền chim, xin Phật trời tác đại chứng minh. Để luôn lót thả luôn. Ôi làm gì không bỏ vô hả? Thôi để đi lắc thả luôn, mày nào cũng thả luôn. Luôn làm cực.
nữa hả? Rồi, xong. 2 triệu nè, phải không? Rồi, 2 triệu. Rồi, nó cảm ơn chị nhiều không? 2 triệu nè. Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ tiếp tục là con đi thả 2 triệu tiền chim rồi. 2 triệu tiền chim rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngày hôm nay có chị Lê Thị Hoàng Thọ ở bên Mỹ phóng sanh thả các em chim đi. Công đức vô lượng này sau khi thả các em đi thì các em nhớ ăn tình này là của chị Lê Thị Hoàng Thọ ở bên Mỹ nha các em. Xin Phật trời tác đại chứng minh. Thì trước khi thả các em đi thì con sẽ làm lễ quy y và đọc bài chú giảng sanh cho các em về với nơi cửa Phật A Di Đà. Lê Thị Hoàng Thọ sinh năm 1968, 53 tuổi, tuổi Mậu Thân, pháp danh là Ngọc Tâm, xin hồi hướng công đức cho mẹ là Trần Thị Kim Quyên, 80 tuổi, tuổi Tỵ, pháp danh là Ngọc Đức. Cầu an cho anh chị em, con cháu trong gia đình khỏe mạnh và bình an. Lê Thị Hoàng Thọ xin được cầu siêu cho cha là Lê Văn Thể, pháp danh là Thiện Phước. Từ chằng ngày 17 tháng Giêng năm 2004 âm lịch, hưởng thọ 68 tuổi, cầu cho cha giảng sanh nơi miền cực lạc về với Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Phật trời tác đại chứng minh. Ngày hôm nay con phóng sanh thả các em chim đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin quay về nương tựa Phật, con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về nương tựa Tăng. Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào địa ngục. Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào ngạ quỷ. Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào súc sinh. Chúng con đã về nương tựa Phật, chúng con đã về nương tựa Pháp, chúng con đã về nương tựa Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Diệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Diệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Diệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Phật trời tác đại chứng minh. Ngày hôm nay chị Lê Thị Hoàng Thọ ở bên Mỹ thả phóng sanh thả các em chim đi, cầu an cho gia đình. Đó, ăn tình này là của chị Lê Thị Hoàng Thọ. Thả các em đi nha các em bay đi thật xa, về với bến bờ trả về sự tự do của các em. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Các em sẽ được thả nha các em. Các em về với bến bờ yêu thương. Đó. Các em không còn bị giam cầm nữa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Công đức vô lượng này xin Phật trời tác đại chứng minh cho chị Lê Thị Hoàng Thọ bên Mỹ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con đã thả các em chim đi dùm cho chị Thọ rồi. Công đức này vô lượng này xin Phật trời tác đại chứng minh cho chị. Nam mô A Di Đà Phật. Các em đã bay đi rất là xa. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Xong rồi đi về thôi. Nam mô A Di Đà Phật.